Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại sang bài học tiếp theo. Bài học mà hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài cách sử dụng hàm if ở trong Excel. Hàm if là hàm điều kiện. Hàm điều kiện thì cái giá trị của một cái ô này nó sẽ phụ thuộc vào một cái ô khác. Vậy thì chúng ta dùng hàm if trong tình huống nào? If nghĩa tiếng Việt là nếu, tức là nếu điều này xảy ra thì kết quả nó sẽ như thế nào? Nếu và thì. Đấy, nếu và thì. Thì hàm if nó có 3 đối số. Đấy, các bạn xem trên màn hình. Hàm if có 3 đối số. Đối số thứ nhất là mệnh đề so sánh, hay nói cách khác là điều kiện so sánh. Tức là sẽ có hai vế so sánh với nhau. Có thể so sánh bởi dấu bằng, dấu lớn, dấu nhỏ, dấu lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng. Và khi so sánh như vậy thì cái kết quả của nó, của phép so sánh có thể đúng hoặc sai. Đấy. Trường hợp đúng, trường hợp mà cái kết quả của phép so sánh đúng thì cái hàm if sẽ trả về cái đối số thứ hai của nó. Nếu trường hợp cái phép so sánh mà sai thì hàm if sẽ trả về đối số thứ ba của nó. Thì đối số thứ hai và đối số thứ ba của hàm if là do chúng ta tự nhập vào. Nó có thể là số, có thể là chữ, có thể là một cái biểu thức, hoặc là một cái công thức nào đó, hoặc là một cái hàm Excel nào đó, tùy ý. Đấy. Thì trong tình huống thực tế thì tùy theo mà chúng ta sẽ thiết lập những cái điều kiện mà chúng ta mong muốn và cái kết quả mà chúng ta muốn hàm if nó sẽ trả về. Đó. Thì đó là về mặt lý thuyết. Đó. Nó khá là trừu tượng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào một cái ví dụ. Chúng ta có một cái cột điểm trung bình như thế này. Bây giờ chúng ta cần phải xác định cái cột điểm kết quả và cột điểm xếp loại. Yêu cầu của đề bài là nếu mà cái tính cho cái cột kết quả này, nếu điểm trung bình mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta sẽ ghi ra kết quả là đậu. Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 5 thì ghi ra kết quả rớt. Vậy thì chúng ta sẽ dùng hàm if như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy hàm if ra. Đấy. Chúng ta lấy hàm if. Rồi, sau đó chúng ta chọn vào cái ô điểm trung bình này là ô B4. Đấy, và chúng ta ghi là lớn hơn hoặc bằng 5. Sau đó mình chuyển con trỏ xuống dưới thì chúng ta sẽ ghi kết quả là đậu. Đúng không ạ? Đấy. Nếu mà điểm trung bình nhỏ lớn hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta sẽ ghi kết quả là đậu. Đó. Thì chúng ta sẽ ghi kết quả đậu ở đây. Đấy. Nếu mà điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta ghi kết quả đậu. Còn ngược lại thì ghi kết quả rớt thì chúng ta sẽ ghi kết quả rớt ở đây. Đó. Thì các bạn thấy là cái ô B4 là điểm trung bình là số 8, lớn hơn 5. Cho nên là cái hàm if nó sẽ trả về kết quả đậu như các bạn thấy trên màn hình. Đó, ok. Và chúng ta kéo công thức xuống. Đó. Rồi, trường hợp này gọi là hàm if đơn, tức là chỉ có một hàm if. Đấy. Rồi, sang trường hợp tiếp theo là chúng ta tính cái cột xếp loại. Yêu cầu của đề bài, nếu điểm trung bình mà nhỏ hơn 5 thì xếp loại yếu. Nếu điểm trung bình mà nhỏ hơn 7 thì xếp loại trung bình. Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 8 thì xếp loại khá. Và nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8 thì xếp loại giỏi. Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm if lồng như sau. Có nhiều tình huống thì chúng ta dùng hàm if lồng. Đầu tiên chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta lấy hàm if. Đó, nếu điểm trung bình mà nhỏ hơn 5. Đấy, thì chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới. Chúng ta ghi kết quả là yếu. Đó, sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống đối số tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ lấy hàm if tiếp. Nếu mà điểm trung bình nhỏ hơn 7 thì chúng ta sẽ ghi kết quả là trung bình. Đấy. Trung bình. Sau chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới. Rồi tiếp tục chúng ta lấy hàm if ra. Nếu mà điểm trung bình nhỏ hơn 8 thì chúng ta sẽ ghi kết quả là khá.
Đó. Chúng ta có thể viết nháy kép bao quanh chữ hoặc là không không viết nháy kép bao quanh chữ thì Excel nó sẽ tự động nó sẽ đóng nháy kép lại cho chúng ta. Đấy. Chuỗi trong công thức sẽ để trong cặp nháy kép. Đó, nếu chúng ta không đóng thì Excel nó sẽ tự đóng cho chúng ta. Đó. Rồi, nếu nhỏ hơn 8 thì sẽ là khá. Và yêu cầu của đề bài là lớn hơn hoặc bằng 8 thì sẽ là giỏi. Thì lúc này chúng ta chỉ còn trường hợp là lớn hơn hoặc bằng 8 thôi. Cho nên là chúng ta sẽ ghi kết quả giỏi ở đây. Đó, mà không cần phải lấy thêm hàm if nữa. Sau đó chúng ta chọn OK. Và chúng ta kéo công thức xuống. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cái hàm if nó vận hành như sau. Hàm if sẽ vận hành từ trái sang phải. Các bạn chú ý. Đầu tiên là nó sẽ xét cái điều kiện đầu tiên này. Nếu mà trường hợp mà nó kiểm tra cái điều kiện so sánh này, nếu cho kết quả đúng thì hàm if nó sẽ trả về cái đối số thứ đối, cái kết quả này ngay và nó không quan tâm những cái phía sau. Như nếu trường hợp cái phép so sánh đầu tiên nó cho kết quả sai thì nó lại xét tiếp cái điều kiện tiếp theo. Đấy, nếu mà trường hợp cái phép so sánh này mà nó cho kết quả đúng thì hàm if nó trả về kết quả này luôn và cũng không quan tâm cái phía sau nữa. Nếu trường hợp cái phép so sánh đó vẫn sai thì nó sẽ xét tiếp cái điều kiện tiếp theo. Nếu trường hợp cái phép so sánh này cho kết quả đúng thì hàm if sẽ trả về cái đối số cái kết quả tiếp theo của nó. Đấy. Nếu trường hợp ba cái phép so sánh ở phía trước này đều sai cả thì cái hàm if nó sẽ trả về cái kết quả cuối cùng. Đó chính là cái đáp án này. Đó, đấy là cái cách vận hành của hàm if. Hàm if sẽ vận hành từ trái sang phải. Đấy, chính vì vậy mà khi mà chúng ta lập điều kiện, chúng ta lập công lập cái điều kiện ấy mà chúng ta dùng dấu nhỏ thì chúng ta chỉ được dùng dấu nhỏ. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể dùng thêm dấu bằng. Đấy, tức là chúng ta chỉ dùng dấu một chiều thôi. Các bạn chú ý nhé, dùng dấu một chiều. Hoặc nếu trường hợp các bạn dùng dấu lớn thì các bạn nên dùng dấu lớn, có thể là có thêm dấu bằng. Tức là gì? Tất nhiên là chúng ta có thể dùng dấu nhỏ và dấu lớn trong cùng một công thức được. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà lập trình như vậy ấy, thì dẫn đến công thức nó dài. Bởi vì sao? Nếu vừa dùng dấu nhỏ vừa dùng dấu lớn trong một công thức thì lúc này chúng ta sẽ phải kết hợp với một cái hàm and hoặc hàm or thì lúc này công thức nó dẫn đến dài và thậm chí dễ bị sai. Nên các bạn chú ý cái điểm này. Đó. Rồi, đấy là trường hợp mà mình dùng dấu nhỏ. Bây giờ mình dùng dấu bằng cho các bạn, dấu lớn cho các bạn xem. Đấy, dùng dấu lớn nhé. Đấy, mình sẽ làm sang bên này. Mình dùng dấu lớn thì đầu tiên mình sẽ lấy hàm if ra. Dùng dấu lớn thì mình sẽ lập trình từ dưới lên trên. Mình sẽ nếu mà điểm trung bình này lớn hơn hoặc bằng 8 thì chúng ta sẽ ghi kết quả giỏi ở đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ chuyển con trỏ xuống phía dưới và chúng ta lấy hàm if tiếp theo. Nếu điểm trung bình, bây giờ quy tắc là dấu cùng chiều, chúng ta đang dùng dấu lớn rồi cho nên chúng ta không dùng dấu nhỏ được, thì chúng ta xét cái điều kiện thứ hai từ dưới lên. Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 8 thì khá, nhưng bởi vì chúng ta không được dùng dấu lớn cho nên là chúng ta lại xét tiếp điều kiện thứ ba là nếu điểm trung bình nhỏ hơn 7 thì trung bình. Thì điều này chúng ta suy ngược lại là gì? Có phải là lớn hơn hoặc 7 hoặc bằng 7 thì sẽ là khá, đúng không ạ? Đấy, lớn hơn hoặc bằng 7 thì sẽ là khá. Đó. Hàm là logic là như vậy các bạn ạ. Đấy, chúng ta phải tư duy logic như thế. Rồi tiếp tục chúng ta lấy hàm if ra. Nếu điểm trung bình, bây giờ chúng ta lập trình đến trường hợp số 3. Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 7 thì trung bình, thì chúng ta không được dùng dấu nhỏ, đúng không ạ? Thì chúng ta phải xét tiếp là nếu điểm trung bình nhỏ hơn 5 thì yếu, thì lúc này chúng ta sẽ suy ngược lại là lớn hơn hoặc bằng 5. Đấy, thì sẽ là trung bình, đúng không ạ? Đấy. Nếu nó bằng 5 trung bình, còn lại trường hợp còn lại thì sẽ là yếu. Enter. Đó, các bạn thấy là cho dù chúng ta làm cách khác nhưng mà kết quả nó cũng sẽ giống như nhau. Đấy. Các bạn thấy chưa? Kết quả giống như nhau. Đó. Nó phải giống nhau. Nếu chúng ta làm cách khác mà nó không đúng thì có nghĩa là có thể là chúng ta làm sai, hoặc là trong một trong hai cách có cách sai.
thì kết quả nó mới không giống nhau. Đã dùng dấu nhỏ được thì sẽ dùng dấu lớn được. Các bạn chú ý như vậy. Rồi, xuống dưới chúng ta có một cái bài tập ở phía dưới này. Tính tiền thưởng. Nếu điểm đánh giá là A thì thưởng 5 triệu. Nếu điểm đánh giá là B, thưởng 3 triệu. Nếu điểm đánh giá là C, thưởng 2 triệu. Và nếu là D thì không thưởng. Thì chúng ta lấy hàm if như sau. Nếu điểm đánh giá chúng ta chọn vào cái ô C32 này bằng, chúng ta trường hợp này chúng ta phải mở nháy kép ra. Chúng ta nhấn shift và mở nháy kép ra. Nếu điểm đánh giá là A, A thường, A hoa đều được các bạn nhé. Đấy, mình để A hoa lên cho các bạn dễ nhìn hơn. Đấy, nếu điểm đánh giá là A thì thưởng 5 triệu thì chúng ta viết 5 triệu ở đây. Đó, chúng ta chuyển con trỏ xuống. Tiếp tục chúng ta lấy hàm if khác ra. Nếu mà cái điểm đánh giá này bằng B, bằng B thì chúng ta thưởng 3 triệu. 1, 2, 3. Đó. Tiếp tục chúng ta lấy hàm if khác. Nếu mà cái điểm đánh giá này bằng C, bằng C thì chúng ta sẽ thưởng là 2 triệu. Còn lại là chúng ta không thưởng. Chúng ta nhập số 0 là trường hợp D là không thưởng. Đó. Sau đó chúng ta enter. Và chúng ta kéo công thức xuống. Đó. Rồi. Đấy là cột cái ví dụ về tính tiền thưởng. Rồi tiếp theo xuống dưới phía dưới này. Chúng ta có một cái bài về tính thuế thu nhập cá nhân. Đấy, tính thuế thu nhập cá nhân. Đây là trường hợp là tính thuế hiện hành luôn các bạn nhé. Đó. Yêu cầu như sau. Bây giờ chúng ta có tính thuế hiện tại năm 2022. Bây giờ là vẫn là 7 bậc. Chúng ta có 7 bậc. Bậc 1 đến bậc 7. Đấy, yêu cầu như sau này. Thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng thì thuế suất sẽ là 5%. Đấy, trên 5 triệu đến 10 triệu là 10%. Trên 10 triệu đến 18 triệu là 15%. Trên 18 triệu đến 32 triệu là 20%. Trên 32 triệu đến 52 triệu là 25%. Và trên 52 triệu đến 80 triệu là 30%. Và trên 80 triệu là 35%. Đó, đấy là cái yêu cầu và cái mức thuế hiện tại đang bây giờ mà nhà nước chúng ta đang áp dụng, đúng không ạ? Thì để tính thuế thu nhập cá nhân có hai cách. Có hai cách, cách 1 và cách 2. Các bạn có thể áp dụng cách nào cũng được. Mình sẽ làm cho các bạn xem. Cách thứ nhất, đó, chúng ta, mình có một cái cột thu nhập tính thuế như yêu cầu của đề bài. Đấy, thu nhập tính thuế sẵn như thế này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm cách 1. Chúng ta lấy hàm if ra. Đó, if, đó. Nếu mà cái thu nhập tính thuế này này đến 5 triệu, đúng không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu. Đấy. Các bạn đếm số 0 để viết cho nó chính xác nha. Nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu. Thì thuế suất sẽ là gì? Mình đang làm cách 1 thì sẽ là 0 triệu cộng 5% thu nhập tính thuế. Thì 0 triệu chúng ta bỏ qua. Thì chúng ta chỉ viết là 5% nhân với thu nhập tính thuế chính là nhân với cái ô này. Đó. Đấy là trường hợp thứ nhất. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới và chúng ta lấy hàm if tiếp theo. Nếu mà cái thu nhập tính thuế này đến trường hợp số 2, đúng không ạ, là trên 5 triệu đến 10 triệu. Có nghĩa là vừa rồi là chúng ta đã lập trình cho trường hợp mà nhỏ hơn bằng 5 triệu rồi. Bây giờ là trường hợp số 2 là trên 5 triệu đến 10 triệu. Có nghĩa là bây giờ tiếp theo là sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu. 1, 2, 3. Các bạn phải đếm số 0 nhé. Chính xác. Nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu thì thuế suất sẽ là 0,25 triệu, chính là 250.000. Các bạn đổi và đơn vị là nghìn nhé. 250.000 cộng với thuế suất sẽ là 10%. 10% nhân với, các bạn mở ngoặc ra, nhân với mở ngoặc. Đấy, có nhiều bạn hay nhầm cái khúc này. 10% trên 5 triệu có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thu nhập tính thuế là này, trừ đi 5 triệu. Đấy, trừ đi 5 triệu. Tức là chỉ tính 10% cho cái phần lớn hơn 5 triệu thôi. Đấy, các bạn chú ý nhé. Cho nên là ý nghĩa là 10% thu nhập tính thuế trên 5 triệu. Có nghĩa là như vậy đấy. Có nghĩa là 10% nhân với cái thu nhập tính thuế trừ đi 5 triệu. Đó, sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới. Và chúng ta lập trình cho trường hợp số 3 tiếp tục. Để chúng ta sẽ lấy hàm if ra. Nếu thu nhập tính thuế này, trường hợp số 3, trên 10 triệu đến 18 triệu, có nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 18 triệu. Nhỏ hơn hoặc bằng 18 triệu thì thuế suất sẽ là 0,75 triệu, chính là 750.000, cộng với 15% nhân với mở ngoặc ra
là cái thu nhập tính thuế này trừ đi cái phần lớn hơn 10 triệu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ trừ đi 10 triệu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đấy. Rồi, chúng ta chuyển con trỏ xuống. Tiếp tục là chúng ta lại lấy hàm if khác. Đấy. Bây giờ trường hợp số 4, đúng không ạ? Đấy. Đến 32 triệu, tức là nếu thu nhập tính thuế nhỏ hơn hoặc bằng 32 triệu. Đấy, 32 triệu. Thì thuế suất sẽ là 1 triệu 950 nghìn. 1 triệu 950 nghìn. Đấy, các bạn nhớ đếm số 0 nhé. 1 triệu 950 nghìn cộng với thuế là 20% nhân với mở ngoặc. Đấy, cái phần lớn hơn 18 triệu. Thu nhập tính thuế trừ đi 18 triệu. Đấy, nó hơi dài, các bạn viết cẩn thận. Đó. Nó không khó, nó chỉ hơi dài thôi. Chúng ta chuyển con trỏ xuống tiếp theo. Bây giờ chúng ta lập trình cho trường hợp số 5 là số 5 là nhỏ hơn hoặc bằng 52 triệu. Nếu này, thu nhập tính thuế này nhỏ hơn hoặc bằng 52 triệu thì thuế suất sẽ là bao nhiêu? Đấy, 4 triệu 750 nghìn, 4 triệu 750, 123 cộng với 25%, 25% nhân với mở ngoặc là phần trên 32 triệu, tức là thu nhập tính thuế trừ đi 32 triệu. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống, tiếp tục chúng ta lại lấy hàm if khác. Sang trường hợp số 6 là trên 52 triệu đến 80 triệu. Nếu thu nhập tính thuế này nhỏ hơn hoặc bằng 80 triệu thì thuế suất sẽ là 9 triệu 750 nghìn, 9 triệu 750 cộng với 30% nhân với mở ngoặc trên phần trên 52 triệu, tức là thu nhập tính thuế này trừ đi 52 triệu. Rồi, trường hợp thứ 7 là chúng ta chỉ ghi kết quả luôn, bởi vì còn trường hợp cuối cùng thôi, thì chúng ta ghi kết quả là 18 triệu 150 nghìn, 18 triệu 150, 123 cộng với 35%, 35% nhân với mở ngoặc ra cái phần lớn hơn 80 triệu là thu nhập tính thuế trừ đi 80 triệu. Chúng ta đóng ngoặc lại và ok. Đây là kết quả của chúng ta. Đó, chúng ta kéo công thức xuống. Đó. Thì đây là gọi là cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện tại luôn, và theo cái phương pháp lũy tiến từng phần. Lũy tiến từng phần có nghĩa là gì? Có nghĩa là như thế này này, mình diễn giải cho các bạn xem nhé. Ví dụ một ai đó mức thu nhập tính thuế là sau giảm trừ gia cảnh là còn 8 triệu rưỡi chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Đấy. Tức là sau khi trừ các cái khoản giảm trừ rồi ấy, thì thu nhập tính thuế nó còn bằng là 8 triệu rưỡi. Thì mức 8 triệu rưỡi này tính thuế như thế nào? Đầu tiên ấy, trong 8 triệu rưỡi này thì sẽ có là 5 triệu. Đấy, 5 triệu. 1, 2, 3, 5 triệu sẽ là tính là 5%. 5 triệu sẽ là tính là 5% các bạn nhé. Đó. Còn lại sẽ là 3 triệu rưỡi đúng không? 3 triệu 500 nghìn. Đấy, sẽ là tính là 10%. 10%. Đó. Mình định dạng phân cách nghìn cho các bạn xem. Thì tiền thuế của người này phải nộp sẽ là 5, lấy cái ô này nhân với cái ô này. Đó, kéo xuống. Đấy, và chúng ta cộng tổng nó lại. Tiền thuế của người này phải nộp sẽ là 600 nghìn. Đó, lũy tiến từng phần, tức là nó sẽ tách từng phần ra rồi tính thuế từng phần như vậy. Đó. Ví dụ bây giờ mình thử thay bằng con số là 8 triệu 500 vào đây xem cái thuế của người này có phải là 600 nghìn không. Nếu trường hợp ra đúng 600 nghìn là công thức của chúng ta đúng. Mà nếu mà không ra thì nó sẽ bị sai các bạn nhé. Mình thay cái con số này bằng 8 triệu 500 này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, giá 600 nghìn đúng không ạ? Đó, vậy là công thức của chúng ta chính xác đấy. Đấy là trường hợp cách thứ nhất. Đấy. Cách thứ hai mình cũng làm tương tự cho các bạn xem. Đấy, chúng ta lập cho công thức cho trường hợp số 2 nhé. Nếu này cái thu nhập tính thuế này đấy, đến 5 triệu là nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu. Nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu thì
cái thuế sẽ là 5% thu nhập tính thuế, 5% nhân với thu nhập tính thuế này. Đó, chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới. Trường hợp tiếp theo, nếu mà cái thu nhập tính thuế này bậc 2 đúng không, là đến 10 triệu, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu thì sẽ là 10% thu nhập tính thuế, 10% thu nhập nhân với thu nhập tính thuế này. Đấy, cách 2 nó ngắn hơn các bạn ạ. Trừ đi 0,25 triệu tức là 250.000. Đó. Rồi, tiếp tục chúng ta lập trình cho trường hợp số 3. Nếu mà cái thu nhập tính thuế này đến 18 triệu tức là nhỏ hơn hoặc bằng 18 triệu thì cái thu nhập tính thuế sẽ là 15% nhân với cái thu nhập tính thuế và trừ đi 0,75 triệu chính là 750.000. Đó. Chuyển con trỏ xuống, tương tự như vậy chúng ta lấy hàm if. Nếu mà thu nhập tính thuế tiếp tục là nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu nhỉ? Đến nhỏ hơn bằng 18 triệu rồi, bây giờ đến nhỏ hơn hoặc bằng 32 triệu. Đó. Thì cái thu nhập của tính thuế của chúng ta sẽ là bằng 20%. Thuế của chúng ta sẽ là 20% nhân với thu nhập tính thuế này trừ đi 1.650.000. 1.650.000. Đó, cứ tương tự như vậy các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta lấy hàm if tiếp. Nếu mà cái thu nhập tính thuế này nhỏ hơn hoặc bằng, đến trường hợp bây giờ là trường hợp là 52 triệu đúng không ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng 52 triệu. Đấy, thì thuế của chúng ta sẽ là 25% nhân với thu nhập tính thuế và trừ đi 3.250.000, 3.250.123. Đó. Tương tự như vậy chúng ta lấy hàm if. Nếu mà cái thu nhập tính thuế này trường hợp số 6 đúng không ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng 80 triệu. 80 triệu thì cái thu nhập tính thuế của chúng ta sẽ là bằng 30%. 30% nhân với thu nhập tính thuế. Thuế của chúng ta sẽ bằng như vậy. Đấy, trừ đi 5.850.000. Đó. Đấy là trường hợp số 6 đúng không ạ? Thế trường hợp cuối cùng nữa là trường hợp số 7 thì chúng ta sẽ ghi kết quả luôn là 35% nhân với thu nhập tính thuế và trừ đi 9.850.123. Ok. Đó, chúng ta kéo công thức xuống. Đấy, các bạn thấy hai cái cách làm đều kết quả đều giống nhau. Đó. Thì đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if rồi. Đó, thì các bạn có thể xem và thực hành theo những cái hướng dẫn của mình. Đó, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.